Nếu như chúng ta tu không học á, thì vô minh che lấp. Còn học mà không tu á, chấp ngã càng cao. Có nhiều người học pháp của Đức Phật mà không chịu tu thì cái ta, cái ngã nó càng lớn. Mà ngã và ta là một cái chướng ngại, một cái chướng ngại pháp, nó cản trở cho con đường tu học hay là học tu của chúng ta. Lại nữa, nếu chúng ta học mà không tu á, thì chúng ta không có nếm được cái vị giải thoát an lạc, nhiệm màu của giáo pháp. Đức Phật Ngài dạy rằng là cũng giống như nước biển, chỉ có một vị mặn duy nhất. Cũng vậy, giáo pháp Như Lai cũng có một vị duy nhất, đó là giải thoát. Như vậy thì xuyên qua cái định nghĩa từ nãy đến giờ, chúng ta khẳng định một điều là tu làm sao để chúng ta giải thoát bớt phiền não. Mà cụ thể đó là bớt đi sự dính mắc chấp thủ. Dính mắc càng nhiều thì khổ đau càng nhiều. Hòa thượng thiền sư Ajahn Chah người Thái Lan hay nói rằng là hãy tập buông bỏ. Buông bỏ một ít sẽ bớt đau khổ một ít. Buông bỏ nhiều sẽ bớt đau khổ nhiều. Buông bỏ hoàn toàn sẽ hết đau khổ hoàn toàn. Nếu như chúng ta học mà chúng ta không tu thì cái ngã, cái chấp nó càng cao. Như vậy thì cái con đường tu của chúng ta nó không có dẫn đến cái sự chấm dứt đau khổ. Nói về cái chữ giải thoát thì chúng tôi nhớ một câu chuyện nhỏ vui rằng là mỗi khi mà đến ngày 30 tháng 4 thì trên TV truyền thông hay dùng cái từ là ngày giải phóng. Thì có một cái đứa bé nó nghe cái từ này, nó hỏi mẹ nó rằng là mẹ ơi, giải phóng là gì? Thì mẹ nó nói rằng là giải phóng tức là trước đây dân mình á bị đô hộ kèm kẹp, thì nay dân mình thoát ra khỏi cái sự đô hộ kèm kẹp cai trị đó thì gọi là giải phóng. Thì đứa bé nó quay qua nói với mẹ nó: mẹ hôm nay thôi mẹ giải phóng cho con ngày đi mẹ. Thì cũng vậy, mình đang bị các phiền não, trong đó cụ thể nhất là tham ái, nó chi phối mình, nó quản lý mình, nó kèm kẹp mình. Cho nên bây giờ mình phải ráng tu làm sao là mình phải giải thoát khỏi cái sự đó. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu thêm một cái ý nghĩa rất là sâu về cái vấn đề tu học, là chúng ta tu để bớt đi một cái gì đó, chứ không phải để thêm một cái gì đó. Mình cứ quan niệm rằng là mình tu để mình đạt được cái này cái kia, nhưng mà bây giờ mình cái đó nó cao xa quá. Trước mắt là mình tu để mình bỏ bớt được cái này cái kia. Thì ở đây kính thưa quý vị, cái người mà vừa học vừa tu hay là học có tu thì nó cũng giống như là cái lưỡi nếm được vị cành. Còn mà những người mà học mà không tu thì cũng giống như cái muỗng nằm trong nồi canh. Cái muỗng mặc dù nằm trong nguyên cái nồi canh nhưng mà nó không có nếm được cái vị của canh như thế nào. Còn cái người mà học mà có tu nữa thì giống như cái lưỡi vậy đó, nếm được cái. Dạ, đây chúng tôi xin lưu ý một điều là Đức Phật Ngài có 4 điều không thể làm được. Điều thứ nhất là nhân quả Đức Phật không thể thay đổi. Nhớ dùm điều này. Cho nên mình mà có tạo nghiệp ác rồi, nhớ đừng có vào cầu xin Phật tha cho mình. Bởi vì nếu mà Ngài tha mình á thì Đức Phật giống như là thay đổi được nhân quả. Cho nên nhân quả không thể thay đổi. Chúng tôi hay nói đùa rằng một người chuyên làm ác, sau đó vào chùa cầu trời khẩn Phật để phù hộ, độ trì, chở che cho mình, thì chúng tôi hay hỏi rằng là Phật có chở che không? Thì tất cả với trả lời là Phật không có chở che.
Nếu mà Phật chở che thì Phật sẽ bị mang tiếng là bao bao che, thấy không? Tức là cái người đó họ làm ác thì họ phải chịu cái trách nhiệm cái hành động của họ. Bây giờ Đức Phật ngày chở che cho họ thì Đức Phật ngày bao che. Cho nên cái điều thứ nhất là Đức Phật nhân quả không thể thay. Cái điều thứ hai là gì? Điều thứ hai là trí tuệ không thể cho. Bây giờ mình ở đây mình tu học thì trí tuệ dành cho những người có tu học. Một cái người họ lười biếng ở nhà không chịu tu học thì không thể nào mà mình cho họ cái trí tuệ được. Trí tuệ này là ai luyện nấy có, ai tôn tạo nấy có, ai hằng đi nghe pháp sẽ có. Chứ bây giờ mình không nghe câu kinh câu pháp nào hết mà mình muốn có trí tuệ điều đó không có. Cái điều thứ ba vô cùng quan trọng là diệu pháp không thể tả. Ý chúng tôi muốn rằng là quý vị học thì phải tu thì mới cảm nhận được cái vị giải thoát an lạc của pháp bảo như thế nào. Chứ bây giờ người khác họ tu rồi họ nói mình nghe mình cũng không cảm nhận được. Tức là mình chỉ cảm nhận qua cái pháp học thôi, tức là mình lắng nghe mình học thôi, nhưng mà còn cái pháp tu mình chưa có, pháp hành mình chưa có. Chính mình phải thực hành để mình cảm nhận được cái diệu pháp, là cái vi diệu của pháp là giải thoát an lạc, thì mình mới biết nó như thế nào. Giống như mình phải nếm cái vị canh mình biết nó ngon ngọt như thế nào. Và cái điều thứ tư là vô duyên không thể độ. Mình nhớ dùm, cho dù mình không học tu, mình không gieo duyên với Phật pháp, mình có gặp Đức Phật đi nữa Phật cũng không độ được. Nên phải cố gắng làm sao là chúng ta phải tự mà tu lấy để cảm nhận được cái giá trị của cái việc học và tu. Như vậy thì bây giờ mình tu cái gì? Đó. Sau một thời gian mình học pháp, nghe pháp thì mình tu cái gì? Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta nên tu nghiệp lành hay nghiệp thiện. Thường thì những ngày đầu năm thì người ta hay đi xem bói, xem tướng, xem coi cái người nào hợp tuổi với mình năm nay để kết hợp làm ăn, xem coi ngày tốt là ngày nào, giờ tốt là giờ nào, rồi thậm chí hướng tốt là hướng nào. Thì hôm nay sẵn dịp chúng tôi xin nói rằng là bốn cái điều này rất là quan trọng. Nếu ai hiểu được thì người đó sẽ có niềm tin và làm chủ được cuộc đời của mình. Vấn đề thứ nhất là người hợp tuổi. Ở đây theo chúng tôi định nghĩa, người hợp tuổi là những người biết lắng nghe và thấu hiểu mình, chứ không phải dần thân tỷ hợi, thình tức sủ môi, hay là thân tí thình tam hạp, không phải. Mấy cái này theo chúng tôi đọc cho nó nghe nó suông vậy thôi. Chứ cái người hợp tuổi là cái người biết lắng nghe và thấu hiểu bản thân mình và bản thân người khác, thì cái người đó với mình là cái người hợp tuổi. Cái ngày tốt là cái ngày mà chúng ta làm việc nghĩa hay là việc thiện hay là việc lành, thì cái ngày đó được gọi là ngày tốt. Cho dù ngày hôm nay là ngày tam nương, mà nếu như ngày hôm nay mình đến chùa mình tham dự khóa tu cũng tốt. Cái ngày tốt được định nghĩa là cái ngày làm việc nghĩa, việc thiện hay việc lành. Cái giờ tốt là những giờ ta đều có những cái ý nghĩ thiện, những cái ý nghĩ lành, không có nghĩ ác. Như vậy được gọi là giờ tốt. Còn hướng tốt không phải là đông tây nam bắc, không phải đầu năm xuất hành hướng này tốt hướng kia tốt, mà cái hướng mà chúng ta đi về phía ánh sáng, về trí tuệ, hay còn gọi cụ thể là hướng thiện là tốt nhất. Cho nên mai mốt mà có ai hỏi chúng tôi mà đầu năm đầu tháng vô xưa năm nay con xuất hành hướng nào tốt, thì không có nói đông tây nam bắc, mà chúng tôi nói cái hướng thiện là tốt nhất. Đi cái hướng nào cũng được, miễn là cái tâm mình là hướng thiện.
đi về cái hướng ánh sáng trí tuệ. Mà quý vị biết cái hướng ánh sáng trí tuệ là cái hướng là cái niềm tin chân chánh, không có tin mê tín dị đoan. Cái niềm tin nhân quả thì mới gọi là hướng đi về hướng ánh sáng và trí tuệ. Bởi vì cái pháp loại trừ mà Đức Phật đã dạy, bây giờ làm sao để chúng ta ngăn được cái tham sân si trong mình vậy? Mình bây giờ mình đâu có tinh tấn tích cực mà tu tập rốt ráo là tích cực đâu. Mình tu cái dạng như là nửa tu rồi nửa vui nữa, nửa thích mà nửa cần. Mình khi nào mà đạt tới cái trình độ là mình chỉ làm những việc gì mình cần hoặc là tối cần thôi. Còn mình bây giờ là cái giai đoạn là gì? Nửa thích mà nửa cần. Tu vui mới tu nghe. Chứ bây giờ quăng vô rừng ở mình không chịu đâu. Ok. Tu như vậy nè, nó vui. Tu như vậy giống như tu có hội chúng, có người này trợ người kia. Đi mà lỡ có ngã qua ngã lại người này đỡ, riết rồi cái nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn luôn. Chứ thực chất ra cái người mà tu rốt ráo hoặc độc cư, đối với họ là không có bị ngoại cảnh chi phối nữa. Độc cư là gì? Giữa những người ồn ào mình yên lặng là độc cư. Còn mình bây giờ mình phải mượn ồn ào để mình tu. Mình phải mượn hội chúng mình tu. Ngày xưa cái chữ tu hú á nó xấu. Nhưng ngày hôm nay á, cái chữ tu hú á nó là hiểu ở cái phương diện tích cực. Tức là hú nhau đi tu càng đông thì càng tốt. Sẵn đây để giúp cho quý vị vui, xin tặng quý vị bài hát là Tình Pháp Duyên Tăng. Được viết theo cái bài Tình Bắc Duyên Nam. Với cái ý là cái duyên này nó trợ cái duyên kia. Có nghĩa là phải hú nhau đi. Người này hú người kia hú người nọ, rồi cùng nhau đi tu. Cho nên cái chữ tu hú á, ngày xưa thì ám chỉ cho cái người tu không tốt, nhưng mà ngày nay là tu tốt á. Hú được nhiều bạn bè đến để mà tu. Tại cái thời nay nó hạ thấp xuống cái tiêu chí rồi. Cái quá trình tu chúng ta có hiểu qua từng giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất giống như là mình chỉ làm những gì mình thích thôi, là giai đoạn đó giai đoạn hoàn toàn xấu. Dù cho ác hay thiện mình cũng làm, miễn mình thích, mình không có tránh ác. Nhưng mà giai đoạn này của mình là giai đoạn nó tiến bộ hơn chút, là giai đoạn là mình chỉ làm những cái gì mà mình thấy cần, mà trong đó cũng có nửa thích nửa cần. Tức là đi tu mà cũng phải có bạn đồng tu, có người này người kia trợ duyên, hú nhau mà đi tu. Cho nên xin mời quý vị thưởng thức bài hát Tình Pháp Duyên Tăng. Phật đà thứ là từ hai tư đã qua dòng sông liên thiền tìm đến Bồ Đề ngồi thiền quán tưởng. Ôi hạnh phúc duyên thai từ đây đạo Phật ra đời tòa khắp nơi. Đạo vàng thật là cao quý, Thái tử Đạt đã tu hành tòa ngán cho đời. Đạo vàng chiếu sáng. Ôi Phật Pháp Duyên Tăng là tăng cần lo cho đời vơn khổ đau. Cùng chấm bàn tay hoa sen nhiễm màu, kính lễ Phật Đà với một niềm tin. Chúng vui cho thơm hương đời bớt một niềm đau. Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, đau thương nơi đâu sau bi tham ái cách chia. Ta đem yêu thương về cho nhân thế,
tìm về bàn chân đất bóng từ bi trao người diệt hết hận thù từ tâm khai mơ. Ôi hình bóng Như Lai từ bi thành tâm muôn vàng con kính yêu. Ôi đời sống yên vui là vui dìu nhau ta cùng chung sức tu. Chúng tôi mục đích hát nguyên bài mà muốn nhấn mạnh câu cuối thôi. Ôi đời sống yên vui là vui dìu nhau ta cùng, tức là bây giờ mình tu phải ai cũng yếu hết, không có cái tâm tích cực, cái tâm của mình giống như là nó hơi xìu xìu vậy đó, người này hú người kia thôi đi đi mà đi tu mà ta năn nỉ vậy đó, là dìu nhau ta cùng chung sức tu, rốt cuộc là hú hú nhau đi thôi. Thì kính thưa quý vị, cái chữ hành ở đây là chúng ta hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh là đạo Phật từ bi và trí tuệ. Vì cái chủ đề của chúng ta là không học Phật thì không hết ngu. Bây giờ mình trước tiên mình muốn cho mình hết ngu thì phải có trí tuệ. Và cái trí tuệ đầu tiên á, là cái niềm tin được xây dựng trên niềm tin hiểu biết, niềm tin trí tuệ. Mà hồi nãy chúng tôi có nói đầu năm đầu tháng để mà chọn cái hướng xuất hành, thì hôm nay quý vị chọn về cái hướng là đi về phía ánh sáng trí tuệ, hay còn gọi là cái hướng thiện. Mà cái hướng thiện là cái hướng chùa Bửu Quang quận 7 mình đến đây mình tham dự khóa tu, đó là mình chọn cái hướng gì? Hướng thiện. Đến đây mình tu là hướng thiện. Mình chọn cái hướng thiện để mình tránh cái hướng ác. Giống như mình ra đường thì nó có là hai hướng, một là quẹo phải, hai là quẹo trái. Nếu mình quẹo phải được xem như cái hướng tốt, hướng phải thì gọi là hướng thiện, thì mình tránh được cái hướng trái, nó ngược lại. Vì đi về phía ánh sáng á, thì bóng tối tự tiêu tan. Đi về hướng bên phải thì bên trái nó có mặt. Đi về phía bình an thì khổ đau tự biến mất. Đi về phía được mất lòng liền bị hẹp đi. Đi về phía từ bi tâm tự nhiên rộng lớn. Đi về phía thiệt hơn đời gặp gền lên xuống. Đi về phía ham muốn phiền não khắc tự sinh. Đi về phía an bình thì muộn phiền tự nhỏ lại. Đi về phía tự tại thì chướng ngại tự qua nhanh. Đi về phía thiện lành, tham sân si vô hiệu. Đi về phía thấu hiểu, lòng tự khắc bao dung, chứ không có bung dao. Mình mở cái lòng bao dung ra nó khác với cái lòng bung dao. Bung dao là gì? Là dùng binh khí miệng lưỡi, lời nói không là dao á, sao cắt lòng đau nhói. Nhưng mà nếu mình đi về phía thấu hiểu rồi thì cái lòng mình tự khắc bao dung. Bao dung là sao? Là cái tâm hồn mình nó cởi mở, nó khoan dung. Mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì ta hãy chọn nụ cười đầu tiên. Cười cho cuộc sống thản nhiên để tâm thanh thản bình yên giữa đời. Mỗi ngày nếu gặp mọi người thì xin hãy nói những lời yêu thương. Hãy yêu cuộc sống bình thường và trọn vẹn với con đường đã đi. Đời chỉ đẹp khi lòng ta cởi mở, biết khoan dung và khắc phục chính mình, trải lòng từ đến tất cả nhân sinh, để từ đó vườn hoa tâm hé mở. Cuộc đời cần phải vui tươi, gặp nhau nên có nụ cười trên môi. Nếu không hoan hỷ thì thôi, xin đừng quan trái luân hồi khổ đau. Như vậy thì mình đi về cái hướng thiện á, để mình tránh cái hướng ác. Mục đích của chúng tôi là vậy. Mà chúng tôi xin báo quý vị nghe, mình đi về hướng thiện, mình làm thiện, nói thiện, hành thiện, hay nói chung là mình đang thực hành nghiệp thiện, tu tập cái nghiệp thiện.
Thì cái người mà tu tập cái nghiệp thiện, mình phải hiểu rằng nghiệp thiện là cái nơi nương nhờ, nương tựa để tất cả chúng ta có thể thoát khỏi mọi khổ đau. Và nghiệp thiện này cũng là duyên cho kiếp sống không phiền não. Cái này nó quan trọng. Mình cứ hành thiện, mặc dù có nhiều người nói sư ơi, mình làm phước hoài á, thì nó có phước hữu lậu. Nhưng mà xin thưa với quý vị, cái phước hữu lậu này nó là nền tảng để mình nương tựa cho tất cả mọi người có thể nương tựa vào đó, có thể thoát khỏi mọi khổ đau. Còn nghiệp ác thì muôn đời nó không có là cái chỗ nương để mình thoát khỏi mọi khổ đau. Và nghiệp ác cũng không thể là duyên để mà chúng ta sống một cái đời sống không phiền não. Chỉ có cái nghiệp thiện thì nó mới là duyên cho chúng ta có một cái đời sống không phiền não. Ví dụ mình hành cái pháp bố thí cúng dường là mình đang thực hành một cái hạnh gì? Xả ly, không tham. Tham là một cái nhân để phát sanh phiền não. Mà mình hành một cái gì đó mà nó dẫn đến cái sự không tham, thì đó sẽ là duyên cho một cái đời sống không có phiền não. Ở đây kính thưa quý vị, chúng ta phải hiểu phước báo thật sự không nằm ở cái chỗ tài vật có được. Nghe cho kỹ, có nhiều người có thấy mình có nhiều tài vật, cái mình nói là đó mình có phước báo, thì cái đó cũng là một cái từ. Nhưng mà định nghĩa sâu hơn, cái chữ phước báo thật sự không nằm ở cái tài vật mình có được, mà nằm ở cái tâm không bị trói buộc bởi các cái tham muốn. Chúng ta phải hiểu nó sâu hơn chút cái chữ phước báo. Mình cứ nghĩ mình có nhiều tài vật, có nhiều thứ là mình nghĩ là mình có phước báo, thì cái đó thật sự đó là một cái hiểu nghĩa giống như nghĩa đen vậy đó. Hôm nay chúng ta phải hiểu thêm cái nghĩa trắng, là phước báo á, là cái tâm chúng ta không bị trói buộc bởi cái sự ham muốn của mình, thì đó mới là người có phước. Bởi vì nếu như mà mình còn bị trói buộc bởi cái lòng ham muốn của mình á, thì thật sự ra là khổ đau, nó không có dẫn là nhân là duyên để đến cho mình một cái đời sống không phiền não. Cho nên hôm nay chúng tôi xin mở ngoặc chút là nói về cái vấn đề tạo phước mà của bậc hiền trí, của bậc chân nhân, nó khác với cái sự tạo phước của cái người thiếu trí tuệ, hay còn gọi là kẻ vô văn phàm phu. Cái người mà tạo phước của bậc chân nhân, cái người mà làm phước mà có được gọi là bậc chân nhân á, hiền trí á, thì nó phải hội đủ gọi là 5 cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là chúng ta làm phước với cái niềm tin trong sạch, tinh nhân, tinh quả. Thứ hai là làm phước với cái tâm cung kính. Thứ ba là làm phước cho nó hợp thời. Thứ tư là làm phước với cái tâm giúp đỡ, hoan hỷ. Và thứ năm là làm phước không có hại mình, hại người. Cái gì nhớ 5 cái cách mà bố thí cúng dường của bậc chân nhân. Cái người mà bố thí có niềm tin đời sau sanh ra được cái nhân bố thí là giàu có, nhưng mà lại thêm cái sắc tướng của người này lại là xinh đẹp. Cái chữ xinh đẹp ở đây á, chúng ta phải hiểu không phải là đẹp như hoa hậu là đẹp. Cái xinh đẹp ở đây là đẹp của cái người có duyên. Có duyên, ta nói thà xấu mà có duyên đó. Cái người đó họ xấu nhưng mà nhìn họ là thấy nó có duyên, có thiện cảm, là nhờ đời trước họ làm phước, họ giàu mà lại họ có cái niềm tin. Có những người bây giờ họ giàu có lắm, nhìn họ cũng sắc sảo lắm, cũng xinh đẹp lắm, nhưng mà nhìn vô nó không có ưa, nó ngộ rồi, nó không ưa. Cho nên đó là có những cái quan niệm ta nói là thà không có gì còn hơn có mà không ra gì, cũng mệt. Thà ít mà thật lòng còn hơn nhiều mà giả tạo. Thà đẹp giả tạo còn hơn để xấu tự nhiên. Đó là mấy người mà họ chủ trương đi sửa này sửa nọ. Nhưng mà cái người ta có phước, thà xấu mà có duyên, đúng không? Còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng, chảnh quá, không được. Cho nên đó là cái chữ, chúng ta hiểu cái chữ mà xinh đẹp ở đây là cái người mà họ có cái đức hạnh. Tại cái chữ vẻ đẹp của con người nó không nằm ở cái sắc diện, mà nằm ở cái đức hạnh của người đó. Nhìn vô cái mình thấy nó có cái gì đó là ưa mến.
Thứ hai là mình làm phước với cái tâm gọi là cung kính, tôn trọng, tôn trọng cái đối tượng mà mình làm phước. Mà thường thì mình có những cái sự tôn trọng đối với cái đối tượng là như là các bậc trưởng thượng, ông bà, cha mẹ, các bậc sa môn, bà la môn mình có, mà những cái người khác nhiều khi mình không có. Muốn có được cái này chúng ta phải có trí tuệ một chút, là chúng ta phải hiểu rằng những người này họ là cái người ân của mình, nhờ họ mà mình mới làm phước được. Cái này nó khó suy nghĩ lắm. Thí dụ như mà bây giờ mình sanh lên cõi trời thì mình không bao giờ bố thí cho ai được. Thứ nhất trên đó không ai thiếu hết, không thể nào mình cho được. Cho nên cái kiếp người á, là cái kiếp mà chúng ta tạm gọi là nó có điều kiện để mà chúng ta tu tập nhất. Mà mình không chịu tu nữa thì không biết cái đợi cái cõi nào mình tu. Đức Phật Ngài không chọn tất cả các cõi khác ra đời, mà Ngài chọn ngay cái cõi người để mà ra đời. Cái cõi người này, kính thưa quý vị, mình tạm gọi là cái cõi mà để cho chúng sanh dễ thức tỉnh nhất. Có vui, có buồn, có sướng, có khổ, có đẹp, có xấu, vân vân và vân vân, để mình dễ thấy. Đằng này mình còn không thấy. Nói cái sự vô thường mà nó ngay trước mắt mình đây mình còn không thấy. Quý vị thấy vô thường nó nhanh dữ lắm, rất là nhanh. Mới đó mà mình thấy bạc đầu rồi là mình còn chưa chịu thấy nữa. Thật sự là như vậy. Cái vô thường nó đi qua từng ngày, từng phút, từng giây vậy đó. Cho nên là mình phải cảm ơn cái đối tượng tạo điều kiện cho mình để mình có dịp để làm phước. Và thứ ba là mình phải hợp thời, đúng lúc. Nhiều khi mình giúp đỡ không hợp thời, đúng lúc nó phản cái tác dụng. Và thứ tư là mình phải giúp hoàn toàn với cái tâm tiếp độ, giúp đỡ, hoan hỷ. Hoan hỷ mới làm nghe, không hoan hỷ đừng làm. Mình làm vậy thì cái phước nó không trọn vẹn. Cái người mà làm phước với cái tâm mà tôn trọng, tôn kính, đời sau sanh ra giàu có nhưng mà được nhiều người kính nể. Hiện nay mình thấy có những người giàu mà kính nể, có những người giàu mình không kính nể, không tôn trọng. Cái người mà làm phước với cái tâm, với cái lúc mà hợp thời đó, đời sau sanh ra cái sự giàu có hưởng phước của họ nó trọn vẹn cả kiếp người, từ nhỏ cho tới già cho tới mất luôn. Có những người quý vị thấy họ giàu từ trong bụng mẹ, từ trong trứng nước cho tới ngày họ nhắm mắt họ vẫn còn giàu. Còn mình á, nhiều khi giàu xong có khúc người có lúc. Hôm nay giàu chứ mai không biết có giàu nữa không. Rồi nhiều khi hồi nhỏ mình giàu, lớn lên cái mình hết giàu. Hồi nhỏ mình đầy đủ, lớn lên cái mình thiếu thốn. Hồi nhỏ mình thiếu thốn còn lớn lên mình mới đầy đủ. Thì cái này nó không có cái sự xuyên suốt. Rồi cái người mà họ làm phước với cái tâm gọi là hoan hỷ, giúp đỡ người khác, đời sau sanh ra, quý vị biết không, họ có phước mà họ hưởng được phước. Cái này quan trọng. Tức là họ sử dụng đúng cái vật chất tiền bạc của họ, có niềm vui. Rồi cái người mà làm phước mà không hại mình, hại người, đời sau sanh ra của cải của họ sẽ không có bị tiêu hoại bởi những cái trường hợp như là hỏa hoạn, nước cuốn trôi, hay là bị vu oan tịch thu, hay là bị kẻ trộm đấy. Cho nên chúng ta phải tu là chúng ta phải hướng thiện cho nó hoàn toàn. Chúng ta nhớ nghe, nghiệp thiện là cái nơi nương tựa của tất cả chúng sanh, và nó có thể giúp cho chúng ta sống một đời sống không phiền, phiền não, hoặc là đoạn trừ được khổ, khổ đau. Cho nên chúng ta cứ tích cực làm thiện. Nếu như bên chúng ta có học mà giáo lý A Tỳ Đàm á, thì chúng ta nhớ cái thiện đáo đại là những cái tâm thiền đó, hoặc là cái thiện siêu thế là những cái tâm giải thoát của các bậc thánh Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì đều xuất phát từ tám tâm đại thiện. Tám tâm đại thiện là gì? Là bố thí, trì giới, tham, thiền, cung kính. Những cái tâm này nè, nó sẽ giúp cho mình đạt được những tâm thiền và đạt được những cái tâm đạo, tâm quả. Muốn có tâm thiền, muốn có tâm đạo, tâm quả thì phải xuất phát từ tâm thiện. Thiện giống như là cái cửa đầu tiên, cái cửa cổng đầu tiên để mở vào cái ngôi chúa. Nếu chúng ta không xuất phát tâm thiện thì chúng ta không đời nào mà vào, không mở cái cổng ở ngoài chùa thì chúng ta không bao giờ vào được trong chùa. Nó nôm na giống như vậy. Cái cổng đầu tiên là cái tâm thiện.
Cho nên nghiệp thiện là nơi nương tựa để tất cả chúng ta có thể thoát khỏi mọi khổ đau. Chúng ta nhớ vậy, đây là cánh cửa đầu tiên. Vì vậy cái chữ tu ở đây chúng ta phải nhớ là chúng ta tu nghiệp, nghiệp thiện. Và cái nghiệp thiện này được hình thành bởi cái niềm tin trí tuệ, đó là tin nhân, tin quả. Mình làm không phải vì người ta xúi dục, mình làm gì không phải xu hướng phong trào, mà mình làm gì mình ý thức được nhân quả. Mình tránh điều ác không phải vì lý do này lý do nọ, mà mình tránh là vì mình tin nhân quả. Ở đây kính thưa quý vị, cái chữ tu á, là ở đây chúng ta hiểu rõ là tu nghiệp, nghiệp lành, tu nghiệp thiện. Vì cái câu Phật ngôn đầu tiên được xem như là tôn chỉ của Phật giáo, đó là gì? Không làm các việc ác. Điều thứ hai là làm các việc lành. Đó mới là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Làm các việc lành là để chúng ta tin vào nhân quả. Cái trí tuệ ở đây là cái trí tuệ để mà chúng ta tin vào nhân quả. Khi mà tin vào nhân quả thì nó có được cái những lợi ích như thế này. Thứ nhất là chúng ta bớt đi cái sự than trách, oán hờn. Con người chúng ta nó có một cái bệnh là hay trách móc, than oán. Thì mình hiểu vào nhân quả rồi thì mình không có trách ai cả. Đừng trách mẹ, đừng trách cha đó. Đừng trách người ta thay lòng đổi dạ, mình thấy trách lắm. Đừng trách cuộc đời không đủ bao la. Đừng trách gió mùa xa, đừng trách cây lá nơi này sao rớt vội. Đừng trách người đã một lần lầm lỗi. Hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Rồi chẳng những mình trách rồi mình than nữa. Đó gọi là trách than đó. Mình than riết rồi cái người ta nói con người có cái bệnh hay than. Mà quý vị biết cái gì mà được lặp đi lặp lại hoài thành cái thói quen. Nhiều cái suy nghĩ nó dẫn đến là nhiều cái hành động. Nhiều cái hành động nó dẫn đến nhiều cái thói quen. Nhiều cái thói quen nó dẫn đến nhiều cái tính cách. Là cái bà đó bà hay than lắm. Tính cách của bà là vậy. Mặc dù bà giàu vậy đó, nhưng mà đụng là bà than, đụng là bà than. Tính cách mà để lặp đi lặp lại. Rồi nhiều cái tính cách đó nó trở nên cái số phận của người đó. Cho nên mình có trí tuệ đặt sâu vào nhân quả thì mình sẽ được một cái lễ thứ nhất là không có than giả cái trách. Than riết mà người ta nói rằng là có cái bài thơ hay than luôn. Người nhỏ mình than, nó chỉ lớn lên cũng than. Người lớn á, thường than thân trách phận. Đời là bể khổ nợ với nần, quan gia muôn kiếp nay phải trả, nếu đã vậy rồi ai hưởng đây. Quy lực tự nhiên đã tạo gây, trên dưới phải trái dọc hay ngang, xin đừng nghĩ lệch hoặc bi quan, phán xét cơ duyên cho rõ ràng. Khi yêu thì hy sinh cả tánh mạng, chỉ vài ba năm đã phàn nàn. Lúc cô đơn thì muốn đôi muốn bạn, nên vợ chồng sao lại hay nhăn. Người khổ than, người sướng cũng than. Không con hay có rồi cũng than. Không con ước được nựng cục vàng, có con khổ mệt nợ nần mang. Cuộc đời sướng khổ xin chớ than, tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan. Hãy dùng trí tuệ nhìn tổng quát, sâu sắc thông suốt tâm nhẹ nhàng. Đó. Chúng tôi muốn nói là quý vị, nếu như mà quý vị có cái tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan, rồi dùng trí tuệ nhìn tổng quát, nhìn theo cái nhân duyên, thì chúng ta sẽ sâu sắc thông suốt tâm nhẹ nhàng. Bởi cái quy luật như thế này, bi quan là tự sát đó. Chỉ có giải thoát mới tự do. Thiền to là sống cả, vô ngã là vô ưu, đa mưu thì đa quán, đông bạn thì lắm phiền, nhiều tiền thì lắm bạc, làm ác thì gặp ác, tự tác thì tự lo, gieo gió thì gặt bão, gian xảo thì đa nghi, từ bi thì cội phúc.
nhường nhịn một chút sẽ thấy bình yên. Không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Giờ mới vỗ tay. Cho nên cuộc đời sướng khổ sinh chớ than, mà chúng ta luyện được cái này rồi. Mà chúng tôi báo cho quý vị biết không, có nhiều người ta nói than mới ra tiền. Bậy. Than nó ra khổ, đâu ra tiền được. Bây giờ cái tiền mà nó xuất phát từ cái than nó cũng khổ. Cho nên là than là cái tâm u sầu. Mà cái tâm u sầu là cái tâm gọi là tâm sân. Mình có ba cái phiền não tham sân. Mình than là tâm sân. Mà tâm sân là tâm bất thiện. Cho nên cái người tu Phật là cuộc đời sướng khổ sinh chớ than, tinh thần thoải mái, nghĩ lạc quan. Đó. Hãy dùng trí tuệ nhìn tổng quát. Mình phải nhìn qua cái lăng kính trí tuệ là nhân quả hết. Thì sâu sắc thông suốt, tâm mới nhẹ nhàng. Còn mà mình cứ nghĩ là cứ hãy gặp ai than để mình lấy cái tình thương, lấy cái sự chia sẻ của người khác, thì kính thưa quý vị là nó có cái khổ đầu. Bữa nào mà mình quên than cái là khổ đó. Và mình phải hiểu rằng là ta sanh ra đời để trải nghiệm. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Đến một ngày thì tâm ta buông xả, lẽ quyền di ở thế giới ta bà. Trong đạo lành sẽ khai mở tâm hoa, liền khi đó tâm ta là giác ngộ đó. Như vậy thì cái than nó không có dẫn đến giác ngộ, mà dùng trí tuệ để khắc phục cái tâm sân đó thì mới dẫn đến giác ngộ. Cái nghiệp thiện là cái tâm vô sân, vô tham, vô si. Nó là cái nơi nương tựa để tất cả chúng sanh có thể thoát khỏi mọi khổ đau. Nhớ giùm chúng tôi cái ý này. Mình cứ tích cực làm lành để chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp thì dễ ưa thích làm việc ác. Ráng nhớ giùm chúng tôi cái ý này nó sâu sắc. Nghiệp thiện là nơi nương tựa của tất cả chúng ta nghe. Nó có thể giúp chúng ta thoát mọi khổ đau. Và nó cũng là duyên để cho chúng ta có một cái đời sống không phiền não. Thì đời sống mà không phiền não là đời sống an lạc, an vui. Cho nên chúng tôi muốn nói là chúng ta học là chúng ta phải tu là chỗ này. Thấy được cái chỗ này chúng ta mới tu. Để cho quý vị thêm phần không khí trong cái buổi pháp khai mạc cho chương trình tu học cả năm, tặng quý vị thêm bài hát. Là về chùa để tu chứ không phải về chùa để chơi. Con đến chùa tha thiết nguyện lo tu, chứ không phải chơi nghe. Cho bớt sầu đau, mong ánh đạo nhiệm màu, cùng soi sáng tâm con lưu liên. Xin Đức Từ Quang ban lành cho đời hân hoan. Tâm vốn lành nhưng bởi vì tham danh, sai đắm mong mơ tâm dưỡng niềm muộn phiền. Đừng quán trách thêm chi điều quán trái, duyên kiếp nào mang
phải đâu đổ lỗi cho đời. Từ đây nên sống về nguồn, vòng tâm sao lắm muộn phiền, tu tâm xó nhỏ đau thương, tình tâm lòng không tiếc nuối, xa rồi ưu phiền năm xưa, còn vẫn ngồi nghe pháp từ giang xa, tâm vẫn bình tâm chân lý rồi lòng trần. Từ bi quán sanh linh còn đau khổ, nhưng vững niềm tin pháp lưu dòng đến muôn người. Từ bi quán sanh linh còn đau khổ, giữ vững niềm tin pháp lưu dòng đến muôn người. Hát giống tụng kinh quá mà vỗ tay. Cái gì vỗ tay lớn quá làm ta mắc cỡ á. Gọi là vỗ tay hết cỡ là người ta mắc cỡ. Ở đây thì cái mục đích của chúng tôi là chúng ta đến chùa để mà tu, đúng rồi. Bây giờ mình học mà không tu thì nó uổng. Mà tu ở đây thì nó có nhiều cái cách tu, mà hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị là chúng ta tích cực làm việc thiện hay việc lành. Nhớ, không có cái hướng nào bằng hướng thiện, nhớ nghe. Hay mốt ai hỏi mình về ngày giờ tốt xấu, hướng nào tốt xấu thì trả lời ngay cho chúng tôi rằng là ngày giờ thiện là tốt mà hướng thiện là tốt. Không có hướng nào tốt bằng hướng thiện hết. Vì nãy chúng tôi nói rồi, cái hướng thiện á là cái nơi nương tựa cho tất cả chúng ta có thể thoát mọi khổ đau. Thì quý vị thấy cái gì mà nó giúp mình để thoát mọi khổ đau thì cái hướng đó thì quá là tốt. Cho nên ngày đầu năm đầu tháng dứt khoát bớt đi cái sự mê tín, bớt đi vào cái sự dị đoan. Vì mình phải tin sâu nhân nhân quả. Ai thường giải hạn cúng sao, cầu an siêu độ mong bao điều lành, nhớ rằng lánh giữ làm lành không cần cúng bái cũng thành bình an. Bây giờ quý vị lánh giữ làm lành thì chắc chắn 100% là mình đi theo nghiệp thiện rồi, nghiệp lành rồi. Mà nghiệp thiện nghiệp lành là gì? Giúp cho mình nó an. Mà quý vị biết không, chúng tôi nói cái điều này thì quý vị thấy hết hồn nha. Hồi nãy chúng tôi nói rồi, phước báo không phải là ở cái chỗ chúng ta có nhiều thứ, mà ở chỗ là chúng ta không bị lệ thuộc vào tâm tham, ham muốn. Mà ngay cái lúc mà quý vị làm việc thiện đó là chúng ta đã thoát ra khỏi sự lệ thuộc của ham muốn. Chứ không phải làm phước xong mà ngồi mong cho mình mau hưởng quả là chết. Hiểu cái ý chúng tôi nói không? Không phải làm phước xong để mong để sao mình được giàu nữa là chết nữa. Nó không phải cái phước báo ở đây, mà sẽ hiểu nó sâu một cái ý nghĩa hay hơn. Ngoài cái nghĩa mà chúng ta có đầy đủ, mà ở đây chúng ta hiểu nó là một cái không bị dính mắc lệ thuộc vào cái sự ham, không bị chi phối bởi cái sự ham muốn. Mình còn bị chi phối bởi sự ham muốn thì cái đó vẫn còn khổ đau. Để mình hướng đến một cái gì đó cao hơn thì ngay khi mình làm thiện, ngay khi mình làm thiện tức là mình đã thoát khỏi mọi sự ham. Đáng lý hôm nay chúng tôi giảng cái bài pháp là mùa xuân chánh pháp và mùa xuân cuộc đời, hay là niềm vui chánh pháp, niềm vui cuộc đời. Ở đây nó có hai cái niềm vui. Một là niềm vui chánh pháp. Quý vị hiểu cái niềm vui chánh pháp là gì không? Là niềm vui trong cái nghiệp lành hay là nghiệp thiện, hay nói cụ thể là niềm vui trong cái nhân lành đó. Còn niềm vui cuộc đời là niềm vui trong cái gì?
quả lành. Mình hưởng được cái quả lành đó, mình có niềm vui. Thì cái đó gọi là niềm vui của cuộc đời. Mà giữa niềm vui chánh pháp và niềm vui cuộc đời, chúng ta chọn cái gì? Chánh pháp. Tại cuộc đời, niềm vui cuộc đời đó là vui đó, là khổ đó. Tại cuộc đời mà, đúng không? Cái niềm vui cuộc đời là chúng ta biết chắc chắn là vui đó có khổ. Chỉ có niềm vui chánh pháp mới là cái niềm vui không khổ, là niềm vui trong cái nhân lành. Bây giờ quý vị bớt đi cái niềm vui trong quả lành đi. Dứt khoát từ đây về sau không có cái vụ mà mình mong cho cái quả lành trổ ra nữa, mà mình mong làm sao có được nhân, nhân lành đấy mình tạo. Một ngày mà mình hưởng được cái quả lành đó thì không có vui bằng mà mình có được cái nhân lành để mình làm. Quý vị có nghe câu là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả không? Người trí họ sợ nhân, còn người ngu đó ngày sợ quả. Bây giờ cũng bớt đi cái quả bất thiện đến với mình nữa, ngồi đó mà lo sợ mà có tránh được không? Khi nghiệp đến không tránh được, quả dị thục đến rồi là chạy đâu cũng không thoát khỏi. Này là Phật dạy, cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã dẹp. Cái quả sầu nó đến rồi thì thôi, ở nhà cũng buồn nữa, đến chùa cũng buồn luôn. Có nhiều người ở nhà buồn, đến chùa cho hết buồn mà rốt cuộc đến chùa buồn. Cho nên bây giờ mình tập vui trong cái nhân lành. Từ đây về sau đến chùa thắp hương cầu nguyện Đức Phật phù hộ cho con, làm sao có nhiều cái dịp, cái duyên, cái nhân để cho con làm lành. Mong làm sao bệnh dịch nó mau hết để mình đến chùa để mình tham dự khóa tu. Chứ đừng mong làm sao cho con trúng số là chết. Cái người mà mong trúng số là cái người đó mong gọi là cái gì? Quả lành hay nhân lành? Quả lành, cứ mong mình hưởng phước, mà trong cái đó không mong để có cái nhân lành. Mà chúng tôi báo cho quý vị biết, nếu mà mình mong hưởng phước thì cái phước nó giảm đi, đúng không? Giống như tiền trong tủ mình xài thì nó giảm đi. Mình mong làm sao mình đem nhiều cái nhân lành đó để mình tạo nhiều cái phước ra nữa. Như vậy thì giữa cái niềm vui chánh pháp và niềm vui cuộc đời là chúng ta dứt khoát là phải chọn niềm vui chánh pháp. Hôm nay chủ nhật, ai rủ đi Đầm Sen, Suối Tiên, du lịch picnic dã ngoại, hoặc là đi ăn đám cưới, và hai là đi chùa Bửu Quang tham dự khóa tu, chọn cái nào? Chọn cái nào? Đúng không? Chắc chưa? Chùa Bửu Quang là đi chọn cái niềm vui trong cái nhân lành hay quả lành? Chánh pháp. Còn đi đi chơi để hưởng phước là chọn cái gì? Giờ hai cái này chọn cái nào? Chọn chùa Bửu Quang phải không? Chắc chưa? Thí dụ giờ thí dụ ngược lại là thí dụ khác chút xíu là, một là hôm nay đi chùa Bửu Quang để có niềm vui chánh pháp, hai là ở nhà chiều nay trúng trời giấy số để hưởng niềm vui cuộc đời thì ở hay đi? Đó, cười không dám trả lời, cười trừ. Một, sáng nay đi chùa Bửu Quang để có niềm vui nụ cười chánh pháp, niềm vui chánh pháp, đúng không? Hai là không đi Bửu Quang, ở nhà, bắt buộc ở nhà để chiều nay trúng tờ giấy số đặc biệt để hưởng niềm vui cuộc đời, ở hay đi? Thưa thầy, con ở. Ở xong ngày mai con mới đi. Ngày mai làm gì còn có dịp để mà tu nữa, nó qua rồi. Không ai tắm hai lần trong một dòng sông. Những cái cơ hội mình bỏ qua rồi, mình tưởng đâu là hồi tháng này không tu, tháng sau tu là chết. Thấy chưa? Cho nên xét lại cái tâm mình, xét lại cái độ tinh sâu nhân quả của mình. Có nhiều người nói thôi sư, thôi bây giờ con không bỏ được, thôi để chiều con trúng tỷ số rồi con đi chùa nhiều hơn nữa. Không được, cái đó là mình chưa tinh sâu nhân quả. Nếu mình tinh sâu nhân quả rồi, dứt khoát hôm nay đi chùa Bửu Quang thôi. Vì sao? Vì nếu như chiều nay mình không ở nhà, mình không có tỷ số đó, thì cái tỷ số nó có mất không? Nếu có phước của mình mất không? Không, đúng rồi, chính xác, không mất, vẫn còn đó. Chính xác, câu nó hay. Hôm nay không trúng thì ngày mai trúng, ngày mai không trúng thì tháng sau nó trúng, mà năm nay không trúng thì năm sau nó trúng, mà năm sau nó không trúng nữa thì kiếp sau nó trúng.
mất. Không mất đâu hết á. Phước báo không là tài sản quý báu của mình mà không ai có thể chiếm đoạt được. Nó có cái gọi là ngân hàng phước báo đó. Qua bao năm tháng cuộc đời, bây giờ mới biết tiền lời ở đâu. An toàn không phải đêm thâu, năm canh trằn trọc lo âu tuổi già. Chắc chiêu dành dụm nhưng mà chết không mang được, thật là uổng công. Việc làm phước thiện mênh mông, bỏ tiền vào đó không công mà lời. Dư ăn con cháu đời đời, không bao giờ thiếu tuyệt vời làm sao. Thật là kỳ diệu biết bao, tiền cho không mất lời cao mỗi ngày. Kiếp sau và cũng kiếp này, an lành hạnh phúc vui vầy ngàn năm lần. Này Phật dạy đó, nay vui đời sau vui. Làm phước thì hai đời vui. Còn mình hưởng phước chỉ đời nay vui thôi. Đi chùa Bửu Quang nghe, báo cho quý vị biết là tối thiểu là phải được 500 cho tới vô lượng công đức. Tối thiểu là 500, còn hơn nữa là vô lượng. Chúng tôi nói có sách mới có chứng. Đức Phật Ngài nói chỉ cần bố thí cho cái loài súc sanh như là các loài côn trùng ở cái nơi ẩm thấp bằng những cái hạt cơm thừa trong cái chén cơm mình ăn. Mỗi lần mà mình rửa bát á, mình hất những cái hạt cơm thừa đó ra những cái nơi ẩm thấp với cái tâm là bố thí cho các cái loài côn trùng súc sanh này ăn, được 500 lần công đức. Hồi đó mình không hiểu 500 lần công đức là như thế nào, thì trong chú giải nói là 500 kiếp mình không bao giờ bị đói. Nghe chưa? 500 kiếp mình không có rơi vô, chắc ăn nhất là 500 kiếp là mình không có rơi vô cái tình trạng là thiếu thốn đói. Rồi mà bố thí cho cái loài người thì phước báo nó nhiều hơn nữa. Bố thí cho cái loài người mà người, xin lỗi quý vị, là người ác giới đó, người không tu á, mình ghét với cái người mà ác giới mình không có cho. Mình ngộ lắm. Mình thấy người nào tu hiền mình mới cho. Nhất là các thầy các sư mình dễ cho lắm. Còn nhìn cái mặt thằng kia nó ác quá mình không có cho. Thì thật sự ra thì cái tâm thí của mình nó có điều kiện. Cái đắc khí na đa ná là cúng dường vô phân biệt hay bố thí vô phân biệt. Khi mình đạt được cái tâm mình đã là thí rồi thì mình không có ít có phân biệt. Ít có phân biệt đối tượng. Mình bây giờ chờ người ta, thứ nhất là nghèo thiệt là nghèo, khổ thiệt là khổ mới cho. Tại mình thấy vậy mới khổ. Còn người không nghèo thì không khổ. Mình nghĩ vậy đó. Cái khổ nó không phải ở chỗ giàu nghèo, mà khổ ở trong cái tâm của người. Rồi mình đợi người ta bệnh liệt giường liệt chiếu, thở oxy rồi mới thương. Bình thường mình cũng ghét ông chồng lắm, nhưng mà khi ông lăn ra ông bệnh, ông hấp hối cái trò thương dữ. Bình thường ông cứ nhằn, ông la mình riết, ông ăn hiếp mình riết, mình không vui. Hôm nay ông bệnh liệt giường liệt chiếu, ông la không nổi nữa. Mình vô mình thăm nói: anh ơi, ráng đi, mạnh mạnh lên chút, bây giờ chửi em cũng được. Giờ chửi nhiều cũng được đó, tại chửi là mạnh. Mình bây giờ là mình phải nhìn vô cái hình ảnh như vậy thì mình mới thương. Nhưng mà cái người mà họ có trí tuệ thì không phải như vậy. Họ nhìn tất cả chúng sanh ai cũng khổ nghe. Người khổ cách này, người khổ cách khác. Nghèo thì khổ theo nghèo, mà giàu thì khổ theo giàu. Người có quyền thì khổ theo có quyền, người không có quyền thì khổ, ai cũng khổ. Tại bằng chứng á, là thường là mình thoát khỏi cái khổ này á, mình mong đến cái chỗ khác để an vui, thật sự ra mình đánh đổi cái khổ này sang cái khổ khác đó. Bằng chứng là khi chúng tôi mới vào chùa làm sai di chú tiểu thì mình nhìn thấy cái vị trụ trì sướng quá, mình cực quá, mình chấp tác, mình làm nhiều thứ cực quá, mình mới mơ được làm trụ trì. Đúng 20 năm sau lên trụ trì thì mình lại nhìn ngược lại cái ông mà mới vô tu với tử chú tiểu sai di, sướng quá, mình khổ quá, mới có cái nỗi khổ trụ trì đó. Bao việc là đè đầu trụ trì hết. Như vậy thì mình có thể hiểu rằng là mình đánh đổi cái mục đích mà hy vọng của mình, hạnh phúc của mình là mình đánh đổi cái khổ này sang cái khổ khác. Khi mình nghèo thì mình có cái khổ của nghèo, nhưng mà khi mình giàu thì có cái khổ của giàu. Thì kết cuộc lại thì ai cũng là cái người đáng cho mình thương hết.
mới được gọi là không phân biệt. Chứ còn bây giờ mình phân biệt dữ lắm. Thấy ai mà tật nguyền nha, tật nguyền khiếm thị, đuôi mù, câm điếc, tàn tật, liệt giường, liệt chiếu, thương liền. Còn thấy cái bà này bà đẹp mà bà sang, bà giàu, bà chảnh, thấy ghét, dứt khoát là không có thương được. Bây giờ không phải vậy, mình nhìn không phải vậy. Bớt cái nhìn phân biệt đi, mà mình phải tập nhìn ở cái góc độ là Đức Phật Ngài dạy thế gian là vô thường, thế gian là đau khổ, ai cũng khổ, thế gian là vô ngã. Đó, mà bước thêm một bước nữa là chúng ta phải thẩm thấu qua cái lăng kính cuộc đời là vô thường, khổ và vô ngã. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin mượn hai câu nói nó đơn giản. Quý vị nghe xong đứng lên cái rột, nhớ dùng hai câu đủ rồi. Cái gì nó tuột được cho nó tuột đi, nhưng mà ráng giữ lại hai câu. Đó là gì? Không học Phật thì không hết thành ngu. Học Phật bây giờ bằng cách là chúng ta phải siêng năng nghe Pháp. Chúng tôi nói rồi, tuổi này mà lật cuốn kinh ra mà nghiền ngẫm học thì không có bao giờ được. Bảo đảm với quý vị, chưa hết trang là mình ngủ mất. Không tin chúng tôi giờ lật đại cái cuốn Trung Bộ Kinh ra mà đọc đi. Ai đọc nổi một bài, hai ba trang rồi kinh ra kinh, mình ra mình nè. Mình bây giờ còn duy nhất là bây giờ mình đi nghe Pháp, mình học. Tuổi này, hoàn cảnh này, thì bây giờ chúng ta chỉ còn cách duy nhất là chúng ta nghe Pháp. Phải ráng học Phật để bớt ngu. Nó hết ngu. Và không chịu tu thì không hết khổ. Bây giờ mình muốn hết khổ thì phải chịu tu. Đúng rồi. Tu đây nó có nhiều phương cách tu. Tu theo bát chánh đạo, nhớ là chánh kiến đi đầu. Tức là nhìn mọi việc theo cái nhìn của người có chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là chúng ta nhìn bằng ánh sáng trí tuệ, nhìn theo phương diện là hướng thiện, nhìn cái gì mà nó mang đến cái sự tích cực, an lạc nơi tâm thì nhìn. Còn mà nhìn mà thấy nó tiêu cực, bi quan, dứt khoát không nhìn. Nó có cách nhìn nha, khác nhau một cái nhìn. Đời hư hay thực, tâm mình sáng suốt. Thật sự đối với cái hoàn cảnh khổ mà cái người tu họ nhìn, họ lại cảm ơn. Không đau khổ lấy gì làm chất liệu. Không buồn vui sao hiểu chuyện con người. Mình sợ buồn, mình sợ khổ, sao tu? Nhớ nghe, tu không phải hết khổ đâu. Hết khổ lấy gì tu? Mình hết khổ là không cần tu nữa. Còn mình đang tu thì phải cần khổ. Thấy khổ mà tâm không động, đó mới là công phu. Chứ bây giờ mình cứ trốn chạy cái khổ, mà ta nói rồi, ai tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ráng chịu. Trốn cái khổ này nó qua gặp cái khổ khác còn lớn hơn nữa. Cho nên cái người tu chúng ta, Đức Phật gọi là một cái vị chiến sĩ, anh hùng, không sợ khổ. Mình biến gọi là đau thương, hận thù thành từ bi hạnh phúc. Mình nhìn với cặp mắt trí tuệ, giảng pháp do duyên, giảng sự tùy duyên, cứ an nhiên mà sống. Thì thưa với quý vị là bây giờ chúng ta đang tu ở trên góc độ là tri kiến và hướng thiện. Nhớ, hướng thiện là nơi nương tựa căn bản nhất để chúng ta có thể thoát mỗi sự khổ đau. Nhớ giùm tôi này. Và nó cũng là cái duyên lành để chúng ta sống một đời sống không phiền não. Và nhớ giùm chúng tôi hai cái lợi ích thiết thực nhất của cái việc làm lành. Mình cứ làm lành, vì mình mong nói là mình nghĩ rằng cái làm lành nó là cái cơ sở quan trọng nương tựa để mình có thể thoát mọi sự khổ đau. Mà thoát mọi sự khổ đau là mình sẽ có sự an lạc. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi thật sự nói là cái niềm vô cùng hoan hỷ là được Hòa Thượng trụ trì, Thượng Tọa Phó trụ trì cũng như trong ban tổ chức dành ưu ái cho chánh định một cái buổi giảng khai mạc khởi sự đầu tiên cho năm Tân Sửu này. Năm nay mà nó có phát triển hay không là do cái bài mở hàng này nha. Cho nên các khóa sau thứ nhất là phải có mặt đầy đủ và tăng thêm. Chứ đừng có cái chuyện mà đi mây về gió, đi có về không, mà đi đông về ít là không được. Càng ngày phải càng đông thêm. Theo người Việt Nam mình quan trọng lắm là cái người mở hàng đầu tiên. Đắt hay ế. Phải có gian dữ lắm á nghe.
chứ không có gian là nó ế xệ nguyên ngày là chết. Mong làm sao cho dịch bệnh nó đừng có quay lại. Dịch bệnh quay lại là coi như không được. Cho nên còn mong cho dịch bệnh được ổn định và khống chế được, và các khóa tu chúng ta được diễn tiến suốt một năm, tháng nào cũng đều có tổ chức và Phật tử về tham dự ngày một đông hơn. Đó là lời tri ân của quý vị đối với chúng tôi. Cuối cùng, Chánh Định xin được nói lời tri ân đến Hòa Thượng trụ trì, Thượng Tọa Pháp trụ trì, ban tổ chức, đặc biệt là toàn thể đạo tràng Phật tử đã cho Chánh Định một cái không gian thời gian sáng nay vô cùng tuyệt vời để chia sẻ bài pháp này. Nhớ giùm chúng tôi hai câu là: không học Phật thì không hết ngu, muốn hết ngu thì phải học Phật. Không chịu tu thì không hết hết khổ, muốn hết khổ thì phải chịu tu. Nhớ nghe, muốn hết khó chịu thì phải chịu khó, muốn cầu đạo thì phải cạo đầu. Nghe cạo đầu sợ phải không? Không có. Cạo. Muốn cầu đạo thì phải cạo cái tâm mình đi, cạo cái tâm phiền não đi, tạo cái bất thiện đi, tham sân si đi. Dạ, xin được kết thúc ở đây. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, luôn luôn được sống an lành, hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Nam mô Phật.